Xin chào cô chú và anh chị. Lại là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Ở đây thì thuộc về xã Xuân Thành ha, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ở đây thì diện tích hôm nay mình mang đến cho anh chị thì nó có tổng diện tích là 11.792 mét vuông ha, gần 12.000 mét vuông ha, gần một mẫu hai. Và đất của mình anh chị thì đã có sẵn là 300 mét thổ cư ha, 300 mét đất ở là thổ cư. Ở đây là đường xá hiển thị ha, nhưng mà hiện tại thì giờ chưa có làm lớn anh chị ha. Thì con đường ở đây nó bắt ngang đây nè, họ đã bắt ngang, họ bắt ngang đi qua ha, đã đi tới dọc dừa đó luôn chị ha. Mình cũng nói luôn ha, là đất này nó dính cái lằn điện anh chị ha, dính lằn điện 500 carbon đó, cho nên chính chủ đang kêu cái giá thì cũng rất là rẻ ha, đang kêu giá rẻ để bán cho anh chị mình. Thì ở đây á là xã Xuân Thành ha, huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai ha. Ở đây thì diện tích là 11.792 mét vuông, 300 mét thổ cư. Và giá chính chủ hiện tại đang kêu anh chị là 2 tỷ 50 triệu nha, 2 tỷ 50 triệu. Giá này có thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Đó của mình có một cái ao nè, một cái ao cá này cũng khá là lớn ha, cái ao cá này rộng tầm khoảng chắc 300 mét vuông anh chị ha. Đất thì hiện tại thì đang trồng xoài ha, trồng xoài thôi, được mấy cây xoài nè. Hiện tại thì đường nhỏ ha, hiện tại là đường mình đi vô anh chị thì nó chỉ là một cái đường xe máy thôi nha, mà hiện tại thì sau này nó sẽ lên một cái con đường lớn ha, sau này lên sẽ lên một con đường lớn là người ta sẽ đổ đất và trải đá mi anh chị ha. Đó thì đây đường hiển thị mình tới đây nè, đó đi ra ha. Mình có hai sổ anh chị ha, có hai sổ, một sổ là 7 sào máy, một sổ là 4 sào máy, thì tính ra hai sổ gộp lại nó được là 11.792 mét vuông anh chị ha. Đó, đất thì rất là bằng phẳng như thế này luôn anh chị ha. Và nói chung là mình cũng nói luôn thì có sao mình nói trên video như vậy ha. Thì đây là đất dính, có dính lằn điện 500 carbon, cho nên chủ bán rẻ ha, bán cái giá này thật sự muốn bán là 2 tỷ 50 triệu, nhưng mà giá vẫn còn gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng anh chị ha. Và phía sau của mình đó là một cái trại gà ha, trại gà Xuân Thành. Nhưng mà trại gà đó thì họ làm những cái vệ sinh môi trường rất là kỹ ha, cho nên mình đứng đây mình quay nó cũng cảm không có thấy hôi anh chị ha, không có hôi. Một miếng đất mặt tiền hiển thị phía trước và chính giữa của một cái lô đất mình đó là nó có một con suối bắc ngang ha, một con suối bắc ngang. Còn phía sau nữa nó có thêm một cái phỉnh phía sau đó anh chị ha. Đó, ở đằng trước là 4 sào máy nè, phía sau là 7 sào máy. Đây có con suối rồi bắc ngang miếng đất mình anh chị ha. Đó, cũng khá đẹp ha, suối cũng nước cũng rất là trong ha, rất là mát. Thì dùng bên này suối là chỉ suối những cái đá mà đá loại đá sỏi anh chị ha, suối đá sỏi nè, giống như trên Lâm Đồng ha, suối đá sỏi. Đó, nước nè, suối ha. Thì cái lô đất đầu tiên ở đây là được 4 sào máy ha, xong rồi nó có giáp suối phía trước, giáp suối ở giữa đất nè, còn bên đây có thêm một phỉnh nữa, một sổ nữa nè, đó là 7 sào máy ha. Thì hai sổ nó nhập lại thì nó sẽ ra là 11.792 mét vuông, có 300 mét đất ở là thổ cư ha. Và hiện tại thì chính chủ miếng này á, nhờ mình qua đây review thì chính chủ có báo luôn ha, là cái sổ chính chủ đang vay ngân hàng là 1,5 tỷ nha, ngân hàng HD anh chị ha, vay 1,5 tỷ. Nhưng mà từ đây đến tháng 5 của năm 2025, nếu mà vay mà ok giống như lúc trước thì không có dính vào nợ xấu á, thì ngân hàng sẽ cho vay được lãi suất 70%, là miếng đất này trị giá vay được 2 tỷ ha. Thì đây nó thuộc về xã Xuân Thành ha, của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Diện tích là 11.792 mét vuông, 300 thổ cư, giá 2 tỷ 50 triệu, có thương lượng tiếp chính chủ nha. Thì mình chuyên đi quay bất động sản nha, vượng chính chủ anh chị ha, làm việc trực tiếp với chính chủ luôn, không có qua trung gian môi giới gì hết anh chị ha. Thì anh chị nào mà quan tâm á, nhắc máy gọi cho mình ha, thì hoặc là kết bạn Zalo, mình sẽ tư vấn cho anh chị mình nha.
Đất thì hiện tại trồng xoài anh chị. Chủ cũng mới ấy phát cỏ đi ha. Là trên giữa đất của mình có cái ao, kế bên là giáp suối, phía sau là đất cây lâu năm ha. Ở đây đất trồng cây lâu năm kết hợp đất tại nông thôn. 11.792 m², có 300 m² là thổ cư ha. Anh chị có thể về đây cắt nhà, xây nhà ở thì hoặc là làm nhà yến thì rất là ok ha. Thì cái con đường bắc ngang của mình anh chị ha, con đường bắc ngang và mặt tiền của mình á thì từ cái góc dừa này nè, chỗ em trai với lại ông chú đứng ha, ngay góc dừa ranh giới, từ đó mình đi qua đây, đi hết tới cái cuối giáp suối bên đó luôn. Mình được 84 m mặt tiền ha, 84 m mặt tiền, và mặt tiền của mình quay về hướng đông nam nha, quay về đông nam. Anh chị mua các nhà ở thì cắt bên này ha, ok nè. Ở đây thì nó dướng cái làn điện ha, mình cũng nói luôn ha, ở đây thì dướng cái làn điện, nhưng mà anh chị mình mua mình cắt nhà ở bên kia ha, rất là ok ha. Đừng có giáp cái hồ như là giáp cái suối ha, nhìn cũng rất là ok. Và con đường này nè, mình sẽ đi ra ha, mình đi tầm khoảng 500 m mình sẽ gặp một cái con đường nhựa ha. Thì con đường nhựa đó anh chị mình tiếp tục, anh chị mình sẽ ra hướng xã Xuân Thành, chợ Xuân Thành rồi đó, đâu đó thì nó tầm khoảng là 2 cây số nha, 2 km ha. Sau đó anh chị mình rẽ qua trái, mình sẽ về chợ Gia Rây ha, chợ Gia Rây đó, chợ Gia Rây thuộc về Xuân Thọ ha, Xuân Thọ. Sau đó anh chị mình đi tiếp tầm khoảng là 5 km là mình sẽ ra quốc lộ 1A luôn chị ha, một hướng về Hà Nội, một hướng về miền Tây ha, hướng ra Bắc, hướng về Nam đó. Và miếng đất này nó cách thành phố Biên Hòa anh chị đâu đó tầm khoảng là 70 cây ha, còn về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nó đâu đó thì nó sẽ là 90 km anh chị ha. Đất của mình đây, đường xá nói chung là đường hiển thị hết ha, nhưng mà hiện tại là con đường nó nhỏ anh chị ha, con đường còn rất là nhỏ, chủ chưa có làm những con đường lớn, nhưng mà tương lai ha nó sẽ lên là một cái con đường đất, sau đó thì chủ sẽ đổ đá mi ha, đổ đá mi làm con đường đất, đổ đá mi cho dân ở đây hợp dân lại. Về nói chung là dân cư thì kế bên chỉ có hai cái nhà thôi, kế bên dân cư thôi. Đây đường của mình là anh chị, đường xá hiển thị ok ha. Đây đường hiện tại thì đường nó còn nhỏ thôi, đây mới phát cỏ rồi nè ha, đó đi ra đi vô nè ha, đó cũng rất là ok anh chị ha. Thì từ góc cạnh này nè, ngay hàng cây đó, anh chị mình đi đến cái chỗ của góc dừa nãy đó, chỗ cái em trai với lại cái chú đứng ha, là được 84 m mặt tiền nha. Mặt tiền mình quay về hướng đông nam ha, mặt tiền quay về hướng đông nam. Ở đây là thuộc xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đó, diện tích thì 11.792 m², 300 m² thổ cư, sổ riêng, pháp lý sạch ha. Và chính chủ cũng đang vay miếng này là 1 tỷ rưỡi nha, đang vay 1 tỷ rưỡi vay ngân hàng HD anh chị ha. Rồi quay sơ sơ gửi đến anh chị mình ở đây ha, đó, chi tiết tổng thể rồi lại cam mình đã bay lên rồi ha. Sau đây mà anh chị mình xem phần sổ sách nè, vị trí Google Maps mình sẽ đưa lên ha, gửi đến với cô chú anh chị mình nha. Thì đây là cuốn sổ đầu tiên nè anh chị, tờ bản đồ 41 ha, từ đất số là 119, địa chỉ là xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Diện tích của cuốn sổ này là 4.429 m², hình thức sử dụng là sử dụng riêng, công đích sử dụng là đất tại nông thôn ha, đã có 300 m là thổ cư nha, phần còn lại là đất trồng cây hàng năm khác ha. Thổ cư thì ở lâu dài, đất trồng cây hàng năm khác thì đến ngày thời hạn sử dụng đến ngày 3 tháng 12 2069 ha, hết hạn chị mình cấp lại sổ mới nha. Đó, đây hình đất mình anh chị, đường giao thông nè ha, đó thì mình có nói trên video đó, đây vướng bên cái hành lang lưới điện 500 kV ha, giấy tờ thì rõ ràng nè ha, pháp lý sạch chính chủ ha. Và đây là cuốn sổ thứ hai, tờ bản đồ số 41, thì đất số là 106, địa chỉ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Diện tích của cuốn sổ này là phía sau con suối ha anh chị ha, đó thì nó được là 7/3/63 ha. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Và miếng đất của mình có thời hạn sử dụng đến ngày 3 tháng 12 2069 luôn ha. Giống như một cuốn sổ kia. Đây, cái miếng đằng sau suối nè anh chị. Đó, miếng kia là trước suối, miếng này là sau suối. Thì hai miếng nó vẫn dính vào cái hành lang lưới điện 500 kV ha. Đó, nguồn giấy tờ thì pháp lý nó sạch rõ ràng ha anh chị ha. Và đây là cái thông tin quy hoạch của cái mặt tiền phía trước nè anh chị. Đây, Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai ha.
tờ 41 thửa 119, diện tích của miếng đầu tiên này là 4.429 m², mục đích sử dụng ONT là ở thổ cư ha, và đất trồng cây lâu năm kết hợp đất tại nông thôn. Còn cái này là cái thông tin quy hoạch của phía sau ha, ở Xuân Thành, Xuân Lộc nè, Đồng Nai, tờ 41 thửa 106, diện tích 7.363 m², đất trồng cây lâu năm ha. Thì miếng ở trên là miếng đầu tiên, của đây là miếng phía sau nè, trên giữa đất mình là con suối nè anh chị ha, đó. Và đất mình vị trí là mình chấm đỏ ở đây anh chị ha, thì nó gần nằm gần quốc lộ 1A nè anh chị, đây quốc lộ 1A, từ đất của mình đi ra đến quốc lộ 1A thì nó tầm khoảng là 5 cây số nha. Còn đây là Long Khánh nè, kế bên thành phố Long Khánh nè, đó đất ở Xuân Thành nè, đi qua cái này Xuân Thọ Gia Rai nè, đó đây là chợ Gia Rai, anh chị mình đi ra quốc lộ 1A thì tầm khoảng từ trong đất ra quốc lộ 1A là 5 cây số nha. Và anh chị mình đi qua Suối Tre, Long Khánh nè, thành phố Long Khánh, từ đất qua thành phố Long Khánh tầm khoảng đâu đó là vỏn vẹn là 7 km nha anh chị nha, và 7 km mình sẽ gặp ngay là thành phố Long Khánh ha. Và anh chị mình về Long Giao nè, Long Giao Xuân Tây nè, ở Lâm Sang nè và Cẩm Mỹ ha, thì từ đất đi qua quốc lộ 1A mà về hướng Cẩm Mỹ đó anh chị, thì về hướng Cẩm Mỹ thì từ đất về Cẩm Mỹ tầm khoảng đâu đó là 7 km anh chị ha, ở Đồng Nai nè, Bà Rịa Vũng Tàu nè. Còn cái miếng đất của mình á, mà đi về hướng ở đây thành phố Bà Rịa Vũng Tàu luôn, từ đất về từ hướng thành phố Bà Rịa Vũng Tàu tầm khoảng là 40 cây nha. Miếng đất của mình nè, đi về hướng một hướng đó là thành phố Biên Hòa, đâu đó tầm khoảng là 60 cây. Về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh nè anh chị, từ đất về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là 85 cây ha. Còn chị mình về hướng Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương tầm khoảng đâu đó thì cũng là 90 cây ha, 85 đến 90 cây. Đó, đây nè, đây là quốc lộ 51 nè anh chị ha, còn hướng bên này là quốc lộ 1A nè. Ở đất của mình đi cách quốc lộ 1A là chỉ có vỏn vẹn thì 5 cây số thôi ha. Đi qua Long Khánh nữa tầm cũng khoảng 2-3 cây nữa thôi anh chị ha. Mà đất của mình về thành phố Bảo Lộc rất là xa ha, về thành phố Bảo Lộc tầm khoảng đâu đó là 80 cây. Về hướng thành phố Đà Lạt anh chị thì đâu đó thì tầm khoảng thì trên 200 cây ha. Đó, không, đất của mình đi lên thành phố Bảo Lộc tầm khoảng 120 cây đó anh chị ha. Đất của mình lên thành phố Bảo Lộc, đến thành phố Bảo Lộc tầm khoảng 120 cây, về thành phố Đà Lạt thì tầm khoảng là 250 cây anh chị ha. Đó rồi, cảm ơn chị mình đã dành thời gian xem video ha. Rồi anh chị nào mà có quan tâm thiện chí thì giờ gọi điện kết bạn Zalo với mình ha. Rồi cảm ơn rất nhiều ha, video cũng kết thúc ở đây ha, xin hẹn cô chú anh chị mình video tiếp theo lần sau nha.